Sau khi sắp mắc xăm quai rồi thì chúng ta sẽ đi đi mắc cái miếng miếng lót này nha các bạn. Miếng này là mình đã mắc một bên rồi. Thì mắc cái này cũng cực kỳ đơn giản luôn ha. Là mình mắc mũi đơn tất tất cả. Cái đế này, cái miếng này thì người ta đã đục lỗ sẵn rồi. Mình chỉ đục cái lỗ này thôi nè. Cái lỗ này thì các bạn ướm lên chân của các bạn rồi á. Xong rồi chúng ta đánh dấu và đục cái này nó dễ được lắm. Dùng cái kim này là cũng đục được luôn, hoặc là một cái gì có mũi nhọn đó là đục được ha. Rồi. Là cái miếng lót này thì mình dùng kim móc số 1 và sợi sợi dù nhé các bạn. Sợi dù 1 mm nhé các bạn. Mình khởi đầu khởi tạo này. Cái này thì các bạn đã biết móc mũi cơ bản rồi thì sẽ biết thôi. Còn nếu mà các bạn chưa có biết móc mũi cơ bản nào thì mình chịu khó lên mình search để mình biết cái mũi cơ bản rồi mình mới dễ làm những cái sản phẩm nha. Rồi. Mỗi một cái lỗ này thì chúng ta sẽ đâm vào 2 lần, được 2, tất nhiên là mình được 2 mũi đơn đó. Đó. Rất là dễ thôi. 2 mũi đơn. Các bạn cứ đi hết một vòng nha. Vào những cái đoạn mà nó có cái chiều dài nó hơi xa quá đó các bạn. 2 mũi đơn mà nó không có đủ thì các bạn thêm cho mình một cái mũi bính nhé. Ở cái đoạn này nó hay sẽ có hay những cái người ta đục lỗ nó không đều đó. Với lại là đằng gót này thì đương nhiên là sẽ xảy ra cái tình trạng mà bạn thấy cái cung không? Cái cung á, thì cái bên ngoài nó sẽ lớn hơn cái đường đường bán kính ở bên trong, thì mình bắt buộc là mình sẽ có chỗ nào mà nó xa quá các bạn thêm một bính vào giữa. Còn những cái đoạn này thì hầu như là không cần ha, chỉ có là 2 đầu là hầu như mình phải thêm hơn một chút, còn là 2 bên thì là chỉ cần 2 bính là vừa rồi nhé các bạn. Mình đã đi gần hết cái vòng rồi ha các bạn, gần hết cái miếng rồi đây. Và các bạn hoàn thành xong cái miếng này là chúng ta có thể lắp quai vào rồi ha. Sắp xong rồi ha các bạn. Đây, cái một lỗ thì các bạn làm 2 mũi đơn, mà hồi nãy mình nói lộn, 2 mũi đơn là vừa, mình lại bảo 2 mũi bính, xin lỗi các bạn nhé. Rồi vào cuối hàng rồi này. Hồi nãy đúng ra là mình phải móc vào cái này mới đúng ha. Thôi mình ăn gian một mũi luôn ha, móc vào đây luôn ha. Kết hàng bằng một mũi trượt này, xong rồi đưa cái chỉ này xuống nha các bạn, để cho nó giấu cái sợi chỉ đi á. Mình cho cái xuống dưới này rồi hẳn kết cho nó nằm ở dưới, thì tí nữa mình ghép vô là không còn thấy cái mối ha. Đó. Rút chỉ thật căng vào một tí nha các bạn, căng và chốt lại, xiết chốt chặt. Rồi, chúng ta cắt chỉ là ok được ha. Thì để lắp quai vào với cái đế, mình sẽ lắp quai vào cái miếng lót trước, sau đó là mình sẽ ráp cái miếng lót và quai vào đế nha các bạn. Có một cái đoạn ống nhựa ở đây nữa, nhưng mà lát mình quên mang về rồi. Lát nữa là ít nữa mình sẽ gắn vô các bạn coi sau ha. Là bây giờ mình chỉ cho các bạn lắp quai vào cái miếng lót trước. Thì trước khi lắp thì các bạn phải ướm thử vào chân để xem là nó tới đâu ha các bạn. Tới đâu, ví dụ như là nếu mà bạn ngắn như thế này thì nó không hợp nè. Các bạn phải làm cho nó tương đối một chút ha, là nó khoảng đoạn cỡ cỡ như vậy. Thì các bạn ước lượng cái khoảng cách đi, rồi các bạn là ốp hai cái miếng này lại với nhau cho mình. Ốp lại để các bạn đánh dấu á, là
cho nó cân đối nha các bạn. Mình mình thì hay dùng cái phương pháp này lắm, không biết là các bạn thì dùng cái nào thì mình cũng biết ha. Cái nào mà các bạn thấy tiện thì làm ha. Mình không có dùng cái kim đánh dấu, mình làm cái này để cái kim đánh dấu thì nó sẽ hay bị vướng, nó không có móc dép thì nó không có hợp, móc áo thì dùng kim đánh dấu hơn. Mình xong rồi mình ướm chân thì mình đoán cái đoạn này thì đó, mình đánh dấu nó vào đây, tí nữa mình sẽ căn chỉnh nó sau nha các bạn. Mình lật nó lên đó, mình lật cái mặt phải lên mình căn chỉnh sau. Mỗi lần mình cho hai sợi vô một lúc luôn, để lát nữa là mình chia ra làm hai đó các bạn, bên này một sợi, bên dép kia một sợi ha. Cái quai này thì nó 8 mũi nè, 8 mũi thì mình chia ra, trừ ra tạ mình có đếm 8 thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nè, 8 ở đây nè. Mình ấy có bên đây đi, 8 tới đây rồi mình đếm đây đi, mình bỏ hai cái đầu này đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì mình làm dấu ở cái cạnh số 9 đó nha các bạn. Đó, mở hai sợi nè, đánh dấu ấy nó vô, rút nó vô. Trời mưa rất là to, không biết là có nghe rõ không nữa nè, mưa lớn lắm, mình ở trong phòng kính mà vẫn mưa vẫn rất là lớn luôn đó. Các bạn để ý mình làm ha nè, mình giữ một đoạn, mình rút một giây, mình giữ là một giây. Quên mất. Sorry các bạn nhé, hơi lúng túng một tí. Không sao, mình ấy lại, không sao hết. Mất một sự quá ha. Được một cái nữa ha, một bên nè. Bên thì sau đó là các bạn căng căng này cho nó thẳng thẳng một tí là được nhé các bạn. Đây, chắc khoảng đoạn này là được. Và cái đối diện của cái khoai á, đoạn này là được. Cái này cũng vậy ha, cái này cũng cỡ tương đối thôi, cũng không có cần thiết là phải chuẩn 100% đâu nha các bạn. Tự đếm xem là được bao nhiêu mũi nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha. Ok rồi đó. Đó, còn bên đây, bên này ít chút rồi, cái này úp cái này que lấy thôi đó. Các bạn có rồi thì cái này nếu mà để khỏi chạy đi thì các bạn khóa nó lại đi, cột nó lại đi để cho nó khỏi chạy. Các bạn thích xài kim đánh dấu thì cũng xài kim đánh dấu cũng được nhé, không nhất thiết phải xài cái gì của mình quên cái hộp đánh dấu ở ngoài cửa tiệm rồi nên là xài đỡ cái này. Hơn nữa là mình hay sử dụng cái này hơn, tại vì trong quá trình mình cứ để như vậy đến hồi lắp vào luôn á, nếu mà xài kim đánh dấu thì nó hơi cộm, mà kim đánh dấu thì nó sẽ tiện hơn, là các bạn sẽ không cần phải cái cột nó lại gì hết, các bạn chỉ cần ghim nó lại cái là xong. Cái kim đánh dấu là nó tiện ở đó, đỡ phải mất thời gian cột như thế này ha. Đó, rồi
ập nó vô. Cột nó lại trước đi cho nó cố định lại cho dễ ha. Này nó mất khá là nhiều thời gian rồi ha. Các bạn thông cảm nhé. Mình cũng lần đầu mình làm clip nên là cái khả năng của mình nó cũng đang còn lúng túng lắm. Tạm vậy đi. Xong rồi mình ụp cái này qua để mình đánh dấu cái bên này ha. Đây. Nó rất là dễ thôi. Nè, này nè. Đó. Rồi. Được một cái. Mưa to lắm luôn, bạn có nghe được không đây? Rồi đây nè, đây nè các bạn, được hai cái này. Wow, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nhìn đi. Cái đây nha các bạn, cái này nè, đó ok rồi ha. Bây giờ mình sẽ lắp cái này vào ha. Thì bên nào cũng được, hai quay này nó bằng nhau đó các bạn, nên là các bạn bên này bên kia gì nó cũng giống nhau, hơn nữa là hai cái tay cũng bằng nhau luôn. Thế là mình cứ vậy lắp thôi, không có cần phải là căng ke gì về trái phải gì hết ha. Vô là tí nữa mình ráp ống nhựa vào nữa là sắp xong rồi đó các bạn. Thì hôm trước là mình nói với các bạn là cái tay này mình làm 1 2 3 4 4 cụm này là gồm một cụm là gồm hai hàng, nhưng mà sau khi mình đo vào chân mình thì thấy nó hơi vừa, nhưng mà mình muốn nó chật một tí, tại vì trong quá trình mình đeo là nó sẽ giãn ra vừa, cho nên mình sẽ tháo một đường, mình sẽ tháo cái đường mũi đơn cuối á các bạn, mình tháo một cái đường mũi đơn cuối này, nó còn nếu mà các bạn chân to thì để như vậy ha, các bạn size 38 thì để như vậy, nếu các bạn size 37 thì các bạn cũng ấy, như mình sau khi mình ấy mình chốt lại này. Thì cái nào cũng vậy hết, nếu mà mình đã tháo là mình sẽ tháo toàn bộ nha, mình cái quai nào mình cũng tháo hết chứ đừng có cái tháo cái không nha. Xong rồi hồi sau chiếc to đùng ha. Rồi mình tháo, khi tháo là phải chốt nó lại nha các bạn. Nếu mà các bạn mà size khoảng 36 hay 35 thì bạn tháo luôn cái hàng này nè, cái hàng này là nữa ha. Hoặc là nếu mà size mà các bạn hoàn toàn chính mình có thể là linh hoạt cái này ha, không có quan trọng ha, sao mà vừa chân các bạn là được. Còn mà mấy cái râu ria này nè, là hồi sau là mình còn đi một cái đường dòng đó, cái đường dòng đó là mình làm cho cái sản phẩm của mình có cái đường G nó chắc lên á, xong rồi là nó thứ hai nữa là nó có thể là giấu những cái râu ria đi đó các bạn, mà đỡ phải mình dùng kim đi giấu muối á, thì mình móc của cái hàng vườn là nó giấu hết được, tiện cả đôi đường ha. Sản phẩm của mình nó cũng chắc hơn nữa, cho nên là mình chưa có cắt chỉ vội, mình cứ để râu ria đó, nhìn thì nhìn nó hơi ghê nhưng mà không sao đâu nhé các bạn, khi lên sản phẩm là nó vẫn là lồng lộn ha. Cái này là hồi trước mình móc nhỏ là mình móc thêm nè, nên là nó dư thêm một chút râu nữa đây nè. Đó,
Rồi, vậy là xong ha. Bây giờ là đến lượt mà mình ráp vô ha các bạn ha. Đơn giản thôi, móc vô đây thôi, dễ cực kỳ luôn á. Có sẵn sợi dây đây nè, bởi vậy các bạn cứ để dây dài là hồi sau là tiện lắm á, đỡ phải nối chỉ nhiều ha các bạn. Đây bạn móc cũng được, hoặc là các bạn dùng kim cũng được ha, không sao hết. Đó, cứ mùa đơn mà chơi thôi ha. À thôi, tốt nhất là mình làm cái đầu này đi, mình trừ lại đầu của các bạn đây, làm hết đi cho chắc, cho chắc đôi dép ha. Tại vì cái sợi bẹt này là dùng kim số 2 mà mình đang dùng kim số 1 đó, nên là nó sẽ hơi ấy một tí, không sao hết nha các bạn. Được hết á. Đó. Mình làm thì nó không có giống những cái kênh khác ha các bạn. Mình cái kiểu của mình là như vậy đấy. Thật ra là các bạn không có cần phải ấy, các bạn làm thấy cái cách nào mà nó hợp với các bạn thì các bạn cứ chuyển thôi, chứ không có kệ là không có cái gì đúng hay sai hết á các bạn nhé. Là cái nào mình thích thì mình làm thôi ha. Được tám. Vừa, tại vì hồi nãy là mình đánh dấu trước cái này một mũi ha, là tới đây là vừa một khớp luôn đây các bạn. Đó, dây này để vậy đi, tí nữa mình dấu xuống ha. Rồi, rồi được một bên nè, rồi bên tiếp theo ha, cũng y chang như vậy luôn ha các bạn. Cũng rút dây xuống, sẵn có cái dây này các bạn làm luôn nè, các bạn tiếp tục làm nhé. À, có một lưu ý thì ở cái quai đối diện này là các bạn sẽ không móc từ dưới lên nữa mà từ trên xuống, tại vì nó theo cái chiều móc á, theo cái chiều móc từ phải sang trái thì nó phải nằm như thế này mới đúng ha các bạn ha. Đó. Giấu luôn cọng dây ở dưới luôn cho mình đi. Hết cái này xong rồi đi, hết cái đế này, cái miếng này đi rồi là sắp có sản phẩm để chụp hình sống thật rồi nha, không có ảo nữa luôn á các bạn. Cái đuôi này đeo vô nhìn nó dễ thương lắm luôn á, không có chỗ nào bán hết đâu ha, chỉ có mình làm mới có được thôi ha. Các bạn mà làm cho các bạn là cảm giác nó thích lắm, như là mình đứa con tinh thần của mình vậy đó, thấy rất là tuyệt vời. Mình đừng có lo sợ là thấy là sao mình không làm được đâu, khó lắm. Thật ra là các bạn cứ bắt đầu đi, bắt đầu là đã đi được một nửa rồi đó. Các bạn không làm thì không bao giờ được, bắt cứ làm thì mới có lúc được ha. Đó, xong rồi đây nè, xong được chiếc dép này, là lát rồi có cái ống nhựa mình ấy, cái ống nhựa vào đây, xong rồi là mình kéo cái chỉ này xuống nè, mình kéo cái đoạn dây xuống ha, là nó thành đôi dép rồi đó. Rồi mình chỉ khớp, mình nếu các bạn không có muốn móc thì các bạn có thể dán keo, nhưng mà mình thì tốt nhất là nên móc vào đế thì cho nó bền đó, nó như vậy này. Tí nữa có cái ống nhựa ở đây nữa, dễ đeo nha các bạn. Đẹp lắm đó các bạn. Sau khi xong sản phẩm rất là đẹp nhé.